Cuốn 51 giải thích phẩm thắng xuất thứ 22. Kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2 phẩm siêu xuất thứ 20. Kinh Tuệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Thừa là vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Thừa ấy cùng với hư không bình đẳng, như hư không thụ nạp vô lượng vô biên vô số chúng sinh. Đại Thừa cũng như vậy, thụ nạp vô lượng vô biên vô số chúng sinh. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Thừa ấy không thấy có chỗ đến, không thấy có chỗ đi, không thấy có chỗ ở. Đại Thừa ấy đời trước không thể có được, đời sau không thể có được, đời giữa không thể có được, ba đời đồng là Đại Thừa. Bạch Đức Thế Tôn, vì vậy Thừa ấy gọi là Đại Thừa. Phật bảo Tu Bồ Đề, như vậy, như vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Thừa ấy là sáu ba la mật: thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, ấy gọi là Đại Thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Thừa là hết thảy môn Đà La Ni, hết thảy môn tam muội, đó là tam muội thủ lăng nghiêm cho đến tam muội hư không, xa lìa vướng mắc không nhiễm, ấy gọi là Đại Thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Đại Thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát là nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, ấy gọi là Đại Thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Đại Thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát là bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, ấy gọi là Đại Thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát. Như lời Tu Bồ Đề nói, Đại Thừa ấy vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đề, nếu có dục sẽ thật có tướng không hư vọng, không lẽ khác, không điên đảo, thường có, không biến hoại. Chẳng phải không có pháp, thời Đại Thừa ấy không thể vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đề, vì cõi dục hư vọng, do ước tưởng phân biệt, hòa hợp mà có tên gọi, hết thảy đều tướng vô thường, không có pháp. Vì vậy nên Đại Thừa vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đề, cõi sắc, cõi vô sắc, nếu sẽ thật có tướng không hư vọng, không lẽ khác, không điên đảo, có thường không biến họa, chẳng phải không có pháp, thời Đại Thừa ấy không thể vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đề, song vì cõi sắc, cõi vô sắc hư vọng, do sức tưởng phân biệt, hòa hợp mà có tên gọi, hết thảy đều là tướng vô thường phá hoại, không có pháp. Vì vậy nên Đại Thừa vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đề, nếu sắc sẽ thật có tướng không hư vọng, không lẽ khác, không điên đảo, có thường không biến hoại, chẳng phải không có pháp, thời Đại Thừa ấy không thể vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đề, song vì sắc hư vọng, do tưởng ức tưởng phân biệt, hòa hợp mà có tên gọi, hết thảy đều tướng vô thường phá hoại, không có pháp. Vì vậy nên Đại Thừa ấy vừa trên hết thảy thế gian trời người Atula, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Tu Bồ Đề, nếu mắt cho đến ý, sắc cho đến pháp, nhãn thức cho đến ý thức, nhãn xúc cho đến ý xúc, thọ do nhãn và xúc làm nhân duyên sinh, cho đến thọ do ý và xúc làm nhân duyên sinh, nếu sẽ thật có tướng không hư vọng, không lẽ khác, không điên đảo, có thường không biến hoại, chẳng phải không có pháp, thời Đại Thừa ấy không thể vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đề, song vì mắt cho đến thọ do ý và xúc làm nhân duyên sinh, vì hư vọng ước tưởng phân biệt hòa hợp mà có tên gọi, hết thảy đều tướng vô thường phá hoại, không có pháp. Vì vậy nên Đại Thừa ấy vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đề, nếu pháp tánh là có pháp, chẳng phải không có pháp, thời Đại Thừa ấy không thể vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đề, song vì pháp tánh không có pháp, chẳng phải pháp, vì vậy nên Đại Thừa ấy vượt lên trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đề, nếu như như thật tế tánh bất khả tư nghị là có pháp, chẳng phải không có pháp, thời Đại Thừa ấy không thể vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đề, song vì như như thật tế tánh bất khả tư nghị là không có pháp, chẳng phải pháp, vì vậy nên Đại Thừa vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đề, nếu thí ba la mật là có pháp, chẳng phải không có pháp, thời Đại Thừa ấy không thể vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Song vị thí ba la mật không có pháp, chẳng phải pháp, vì vậy
nên đại thừa vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Nếu giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật là có pháp, chẳng phải không có pháp, thời đại thừa ấy không thể vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Song vì giới ba la mật cho đến bát nhã ba la mật là không có pháp, chẳng phải pháp, vì vậy nên đại thừa ấy vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đà, nếu nội không cho đến vô pháp hữu pháp không là có pháp, chẳng phải không có pháp, thời đại thừa ấy không thể vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Song vì nội không cho đến vô pháp hữu pháp không là không có pháp, chẳng phải pháp, vì vậy nên đại thừa vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đà, nếu bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung là có pháp, chẳng phải không có pháp, thời đại thừa ấy không thể vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Sau vì bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung là không có pháp, chẳng phải pháp, vì vậy nên đại thừa vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đà, nếu pháp tánh nhân là có pháp, chẳng phải không có pháp, thời đại thừa ấy không thể vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Song vì pháp tánh nhân là không có pháp, chẳng phải pháp, vì vậy nên đại thừa vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đà, nếu pháp bát nhân, pháp Tu Đà Hoàn, pháp Tư Đà Hàm, pháp A Na Hàm, pháp A La Hán, pháp Bích Chi Phật, pháp Phật là có pháp, chẳng phải không có pháp, thời đại thừa ấy không thể vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Song vì pháp bát nhân cho đến pháp Phật là không có pháp, chẳng phải pháp, vì vậy nên đại thừa vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đà, nếu tánh nhân là có pháp, chẳng phải không có pháp, thời đại thừa ấy không thể vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Song vì tánh nhân là không có pháp, chẳng phải pháp, vì vậy nên đại thừa vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đà, nếu bát nhân, Tu Đà Hoàn cho đến Phật là có pháp, chẳng phải không có pháp, thời đại thừa ấy không thể vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Song vì bát nhân cho đến Phật là không có pháp, chẳng phải pháp, vì vậy nên đại thừa vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đà, nếu hết thảy thế gian trời người Atula là có pháp, chẳng phải không có pháp, thời đại thừa ấy không thể vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Song vì hết thảy thế gian trời người Atula là không có pháp, chẳng phải pháp, vì vậy nên đại thừa vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đà, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát từ sơ phát tâm cho đến khi ngồi đạo tràng, các tâm ở giữa khoảng trung gian đó, nếu sẽ là có pháp, chẳng phải không có pháp, thời đại thừa ấy không thể vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Sau vì Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến khi ngồi đạo tràng, các tâm ở khoảng trung gian ấy là không có pháp, chẳng phải pháp, vì vậy nên đại thừa vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đà, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát như kim cang tuệ là có pháp, chẳng phải không có pháp, thời Bồ Tát Ma Ha Tát ấy không thể biết hết thảy kiết sử và tập khí là không có pháp, chẳng phải pháp, được trí nhất thiết trùng. Tu Bồ Đà, sau vị Bồ Tát Ma Ha Tát như kim cang tuệ là không có pháp, chẳng phải pháp, thế nên Bồ Tát biết hết thảy kiết sử và tập khí là không có pháp, chẳng phải pháp, được trí nhất thiết trùng. Vì vậy nên đại thừa vừa trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đà, nếu 32 tướng của chư Phật là có pháp, chẳng phải không có pháp, thời oai đức chư Phật không thể chiếu sáng vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đà, song vì 32 tướng của chư Phật là không có pháp, chẳng phải pháp, vì vậy nên oai đức chư Phật chiếu sáng vượt trên hết thảy thế gian trời người Atula. Tu Bồ Đà, nếu ánh sáng chư Phật là có pháp, chẳng phải không có pháp, thời ánh sáng chư Phật không thể chiếu khắp hằng hà xa thế giới. Tu Bồ Đà, song vì ánh sáng chư Phật là không có pháp, chẳng phải pháp, vì vậy nên chư Phật lấy ánh sáng chiếu khắp hằng hà sa thế giới. Tu Bồ Đà, nếu 60 thứ âm thanh trang nghiêm của chư Phật là có pháp, chẳng phải không có pháp, thời chư Phật không thể lấy 60 thứ âm thanh trang nghiêm khắp đến 10 phương vô lượng vô số thế giới. Tu Bồ Đà, sau vì 60 thứ âm thanh trang nghiêm của chư Phật là không có pháp, chẳng phải pháp, vì vậy nên chư Phật có thể lấy 60 thứ âm thanh trang nghiêm khắp đến 10 phương vô lượng vô số thế giới.
Tu Bồ Đà, nếu pháp luân của chư Phật là có pháp, chẳng phải không có pháp? Thời chư Phật không thể chuyển pháp luân, các sa môn, bà la môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm và các chúng khác của thế gian không thể đúng như pháp truyền được. Tu Bồ Đà, song vì pháp luân của chư Phật là không có pháp, chẳng phải pháp. Vì vậy nên chư Phật chuyển pháp luân, các sa môn, bà la môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm và các chúng khác của thế gian không thể đúng như pháp truyền được. Tu Bồ Đà, chư Phật vì chúng sinh chuyển pháp luân, chúng sinh ấy nếu thấy có pháp, chẳng phải không có pháp, thời không thể khiến chúng sinh ấy nơi vô dư niết bàn mà nhập niết bàn. Tu Bồ Đề, sau vì chư Phật vì chúng sinh chuyển pháp luân, chúng sinh ấy là không có pháp, chẳng phải pháp, vì vậy nên có thể khiến chúng sinh nơi vô dư niết bàn đã diệt, nay diệt, sẽ diệt, sẽ diệt độ niết bàn. Luận. Luận giả nói: Tu Bồ Đề trên kia lấy năm việc hỏi đại thừa, Phật đã đáp rồi. Tu Bồ Đề hoan hỷ tán thán rằng: Bạch Thế Tôn, đại thừa ấy có oai lực lớn, phá hoại người trời thế gian, đã có thể vượt hơn trong đó. Thí như ba người đi qua đường dữ, một người giữa đêm trốn thoát riêng một mình, một người dùng tiền lo mà khỏi, một người như đại vương với đại quân tướng binh chúng, phá dẹp giặc thù, cất quân cứu tế toàn thể, không sợ hoạn nạn. Ba thừa cũng như vậy, như A-la-hán không thể biết hết thảy tướng trung tướng riêng, cũng không thể phá ma vương, lại không thể hàng phục ngoại đạo, chỉ chán già bệnh chết thẳng đến niết bàn. Như Bích Chi Phật thâm nhập các pháp thật tướng hơn thanh văn, có một ít tử tâm, dùng lực tử tâm phá độ chúng sinh, phá được phiền não mà không phá được ma và ngoại đạo. Như Bồ Tát từ lúc mới phát tâm đã khởi tâm đại từ bi đối với hết thảy chúng sinh, tuy chưa thành Phật mà ở khoảng trung gian ấy làm lợi ích vô lượng chúng sinh, quyết định biết thật tướng các pháp đầy đủ sáu ba la mật, nên phá các ma vương và ngoại đạo, dứt phiền não tập khí, đầy đủ trí nhất thiết chủng, tướng trung tiếng riêng đều biết rõ, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ba hạng người tùy đều ra khỏi sinh tử, nhưng đường tu phương tiện khác nhau, thế nên Tu Bồ Đề tán thán đại thừa dẹp phá hết thảy thế gian, vượt trên trời người Atula, ý như hư không hàm thụ hết thảy quốc độ mà hư không vẫn như cũ không chật. Đại thừa cũng như vậy, hàm thụ ba đời chư Phật và các đệ tử mà đại thừa cũng không đầy. Lại như hư không, vì tướng thường nên không có tướng vào, không có tướng ra, không có tướng trụ lại. Đại thừa ấy cũng như vậy, không có chỗ vào ở vị lai, không có chỗ ra ở quá khứ, không có chỗ trụ lại ở hiện tại, phá ba thời nên ba đời bình đẳng, gọi là đại thừa. Hỏi: Phật nên khen Tu Bồ Đề về lời tán thán lành thay, cớ sao lại nói đại thừa? Đáp: Phật muốn thuận theo lời tán thán của Tu Bồ Đề nên khen, vì trên nói đại thừa sâu xa, này lược nói tướng đại thừa, vậy sau nói rộng. Đại thừa được Tu Bồ Đề tán thán là sáu ba la mật, các môn Đà La Ni, môn Tam Muội, 18 không, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không trung. Đại thừa như Tu Bồ Đề nói phá hoại hết thảy thế gian, vượt lên trên trời người Atula, việc ấy thật như vậy, vì cớ sao? Vì ba cõi hư dối, như huyễn như mộng, vô minh hư vọng, do nhân duyên mà có, nhân quả không có thật, nhất định. Hết thảy vô thường, phá hoại tiêu diệt đều là tướng không, vì đại thừa trái với ba cõi nên có thể tồi diệt, mà vượt lên trên nếu ba cõi có thật nhất định, thường không hư vọng. Thời đại thừa không thể tồi diệt mà vượt lên trên, vì cớ sao? Vì thể lực ngang nhau, năm uẩn, 12 nhập, 18 giới, các thọ do sáu hữu xúc sinh cũng như vậy. Nếu pháp tánh là có pháp, chẳng phải không có pháp, thời đại thừa không thể phá thế gian để được vượt lên trên, vì pháp tánh chẳng phải có, nên đại thừa có thể vượt lên trên thế gian được. Hỏi: Pháp hữu vi do nhân duyên hòa hợp hư vọng nên nói không có, còn như như pháp tánh thật tế, tánh bất khả tư nghị là pháp vô vi thật, gọi là thật tế, vì sao nói không có? Đáp: Vì vô vi nên nói không có. Lại nữa, Phật nói lìa pháp hữu vi, pháp vô vi không thể có được, thật tướng pháp hữu vi tức là pháp vô vi. Lại nữa, quan sát pháp hữu vi ấy hư dối, còn như như pháp tánh thật tế là thật, vì người ta đối với pháp tánh chấp lấy tướng khởi lên tranh cãi, cho nên nói không có pháp tánh, hoặc nói có hoặc nói không đều có nhân duyên,
nên không lỗi. Như như thật tế, tánh bất khả tư nghị cũng như vậy. Thí ba la mật thế gian vì chấp trước nên có, thí ba la mật xuất thế gian vì không chấp trước nên không, vì phá san tham nên nói có thí ba la mật, vì phá tà kiến nên nói thí ba la mật không có, vì độ người sơ học nên nói có. Nếu ở trong tâm thánh nhân thời nói không, như thí ba la mật cho đến nếu chúng sinh thật có, chẳng phải là không có pháp, thầy không nên cưỡng ép làm cho tiêu diệt vào vô dư niết bàn. Hỏi: từ khi có được 32 tướng về sau, sao không nói đại thừa vượt lên trên? Đáp: cần nên nói, vì sợ văn giả nên không nói. Lại nữa, từ khi được 32 tướng cho đến khi vì chúng sinh chuyển pháp luân cũng là đại thừa, chỉ tên gọi khác nhau mà thôi. Lại nữa, trên đây tổng quát nói tướng đại thừa vượt lên trên, chẳng biết thế nào là vượt lên trên. Này phân biệt nói rằng Phật có 32 tướng trang nghiêm thân nên vượt trên hết thảy chúng sinh. Phật có ánh sáng hơn hết thảy ánh sáng mặt trời mặt trăng chư thiên. Âm thanh của Phật hơn hết thảy âm thanh, hơn âm thanh hay của thế gian, hơn phạm âm của chư thiên. Pháp luân của Phật hơn bảo luân của chuyển luân thánh vương và hết thảy pháp luân của ngoại đạo không chướng không ngại. Các pháp luân khác là ít nhỏ nhoi nông cạn, hoặc một đời hai đời, cùng tột ngàn vạn đời. Còn pháp luân của Phật có thể khiến vĩnh viễn vào vô dư niết bàn, không còn trở lại sinh tử. Lại nữa, nếu chúng sinh thật có, Phật không nên khiến chúng sinh vào niết bàn, nhổ sạch gốc nó, đầy quá hơn giết một mạng có lỗi lớn như vậy. Vì chúng sinh tâm điên đảo thấy có ngã, nên Phật phá tâm điên đảo ấy, nói có niết bàn, không có chúng sinh thật có thể diệt, cho nên không lỗi. Có các công đức như vậy nên đại thừa vượt trên hết thảy thế gian. Hỏi: hết thảy thế gian là mười phương sáu nẻo chúng sinh, cớ sao chỉ nói vượt trên trời người Atula? Đáp: trong sáu đạo, ba là thiện đạo, ba là ác đạo. Đại thừa còn phá được ba thiện đạo mà vượt lên trên, huống gì là ác đạo? Hỏi: trong kinh Long Vương nói rồng được đạo Bồ Tát, sao nói đó là ác đạo? Đáp: chúng sinh có vô lượng vô biên, rồng được đạo rất ít. Lại nữa, có người nói đại Bồ Tát biến hóa thân để giáo hóa nên làm thân rồng chúa,